Ngày mới Đạt Lực xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái món mới. Bây giờ mình sẽ xuống ao để lấy đồ nhé mọi người nhé. Mọi người cùng theo mình nhé. Đấy mọi người ơi, ốc bươu nhé mọi người nhá. Ốc bươu ăn to này. Đây, đây là con ốc bươu nhá. Con ở đây này. Ồ lu. Nó con lắm. Ê, ồ, lời ốc bươu to lắm. Mình sẽ sờ lấy. Ôi, con này to thế. Đấy. To lắm. Ốc này toàn ốc đại bác rồi này mọi người này. Ốc thế này. To lắm. Cẩn thận cá nó lại đâm mình giờ. Úi dồi, úi dồi, rồi biết một con. Đó. Đấy. Úi dồi, ôi. Ấm rồi, to, ốc sướng thế. Ốc, quá to luôn. Đây này, mọi người này. Ốc to lắm. Lô này, có to chưa? Có lô toàn là ta ra cúng đây này. Đây này, khoảng hơn 2 cân đấy. Ủa, nặng lắm. Ốc to này nó nặng lắm mọi người ạ. Đó. Đây. Đây này. Bây giờ mình sẽ mang đi để mà luộc để chế biến lấy ấy. Đấy nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đưa ốc lên để luộc nhá mọi người nhá. Luộc thì mới lấy thịt ốc ra được. Đấy, bếp cháy. Đấy. Ấn dừng lại đi mày. Đây giờ mình sẽ bỏ ốc vào đây nhá. Ốc to thế. Ốc to bỏ lên luộc nào để mà lát nữa mình sẽ khều ra. Lôi đây một cái nồi này luôn còn không ấy nổi nữa luôn này. Cái ốc thì mình luộc với lá sả cho mọi người nhé. Đây này, khi mình luộc ấy thì mình cho lá sả này, lá ổi vào đây này. Đây lá sả, lá ổi vào luộc cùng nhé để cho nó tẩy cái nhớt đi này. Đây này. Thế là bây giờ mình sẽ lấy ốc xuống và đi khều ra thôi. Đấy, ốc đã tách rồi đây này, tách rồi. Ốc to, ốc béo lắm. Thôi bây giờ sẽ lấy xuống để mà lấy cái nhân của nó nha mọi người nhá. Chế với giữa ra, để vào. Ok. Thêu lấy cái nhân của nó ra mọi người nhá. Ốc nó ấy lắm, nó ở cái ao của mình ấy nó to béo, nhân nó to này cơ. Nó không như con bé bé ở ngoài ruộng đây mọi người nhìn này. To thế này cơ mà. Đấy, ôi rồi nóng. À, đôi. Nóng quá. Ây dạ. Ây. Nóng. Dễ lột lắm mọi người, con ốc nó béo, nó mùa này nó cũng không có nhiều trứng lắm. Bắt đầu ấy rồi, bắt đầu có cái mầm trứng rồi này. Cái trứng của nó chưa to lắm nên nó có ốc béo ạ. Đây này mọi người này, nóng quá. Ai nóng hổi nhá. Giờ mình xem chế biến hôm nay món ốc thì thôi rồi luôn chế. Ăn theo một cái phong cách mình làm ẩm thực nó phải ngon mọi người ạ, không phải là làm để đâu, làm nó phải ngon, làm mình ăn cơ. Đây là do luộc với cái lá ổi với cái lá ấy. Tắt đi tí giới thiệu sao. Khi con ốc này mà chúng ta luộc với lá sả này với lại cái lá ổi này thì nó sẽ không nhớt lắm đâu đây mọi người nhìn này. Nhìn thấy không, nó còn ốc nó có nhớt đâu đây này. Đây cũng là một cái cách rất là hay cho mọi người nhé. Đây cũng một cách rất hay luôn. Đây nhá mọi người nhá. Đây này, con ốc thì chúng ta sẽ không ăn cái phần trứng này đâu nhá. Đây này, và ở trong này nó có cái phần lưỡi và ruột của nó này, chúng ta phải lấy đi nhá mọi người. Cái cục này này, chúng ta chỉ nhấn tay như này để cho nó ấy ra rồi lấy đi này. Thế này. Đấy. Lấy cái phần này đi, phải làm sạch đấy mọi người nhá. Đấy, thế nó đi rồi. Tiếp tục một con khác như thế này nhá, con to này mọi người này. Chứ cái đoạn đít là mình sẽ không lấy đâu. Đây, cái phần trứng của nó không ăn nhé, mình không ăn nhé mọi người. Ai ăn được thì người ta vẫn ăn đấy, nhưng mà mình không ăn. Đây này, lấy cái cục ấy của nó này. Đây này, cục. Đấy, như thế là nó sạch, đảm bảo sạch. Và con nào cũng làm y hệt như thế nha mọi người nhá. Có những con nó không phải con cái, nó không có cái đấy đâu, nó rất ít luôn đây này. Cái ốc sau khi mà mình mổ sạch sẽ nhá mọi người, kiểm tra lại này, sạch sẽ nhá, chỉ phần thịt thôi nhá. Đây này, phần lấy cái đầu của nó, thịt thôi đây này, không có gì luôn nhá. Đây này, cái ruột giếc chúng ta làm sạch hết rồi. Bây giờ mình sẽ bóp với lá ổi nhá, để nó sạch hoàn toàn, nó không nhớt nhá. Muối cho vào này. Đây, phải có nhiều muối tí nha mọi người nhá, cứ cho nhiều muối tí. Đấy, đấy, bóp với lá ổi nhá, bóp như kiểu mình làm lòng lợn đấy, cứ bóp nhiệt tình vào. Đấy. Vì cái lá ổi này bản chất của nó là mình ăn được mà, nên là mình bóp như thế này đấy. Nó có dính ở cái con này một tí cũng chả vấn đề gì, lát mình rửa mình nhặt ra. Đây nhá mọi người nhá. Lát nữa mình rửa cho mọi người xem, không bao giờ nhớt một tí nhớt nào luôn. Đấy, là làm đều lên. Đấy. Bóp làm đấy, vì cái đầu ốc này nó rất là dài, ốc to mà nó không, các bạn không lo bị nát đâu đây này. Đấy mọi người xem cái chất mà nó bám bùn ra đây này, mọi người nhìn cái nước của nó này đen kít luôn này. Đấy, đen kít luôn, đây. Thấy không? Đấy, làm ẩm thực nó thế mọi người phải muốn có một cái món ăn mà nó ngon thì mình phải chịu khó bỏ công ra để mà làm. Mọi người sẽ cùng kiểm nghiệm, mình bóp lại với cái nước một lần nhá. Mọi người nhìn cái nước của nó ra đây, đây này. Mọi người thấy không? Đây này, mọi người thấy không? Xanh lát đen kít luôn đây này. Đấy, như thế này nó đã không nhớt rồi mọi người xem, để ý không đây này. Rất là ráo luôn. Bây giờ mình sẽ nhặt cái phần ốc ra nhá. Đây, bây giờ mình sẽ nhặt cái phần đầu ốc sạch ra để mà rửa lại với mấy lần nữa nước cho nước nó trong luôn. Đây. Làm đảm bảo sạch sẽ nhá, mình làm mình ăn vào mồm cơ, nó không phải làm để quay cho anh em xem cho nó vui mắt đâu. Nếu mà làm quay cho anh em xem vui mắt thì mình không bao giờ mình đi quay phim. Mình làm mình ăn cơ, mình ăn vào mồm cơ, ăn cho nó ngon. Đấy, mỗi lần mình thực hiện một cái clip như vậy là nó mất nguyên một buổi giờ, nay còn chưa xong đây này. Nó rất là mất nhiều thời gian luôn. Từng công đoạn một luôn. Đấy, muốn ngon phải như thế này, nhặt thật kỹ thật sạch này, người này. Lát nữa mang ra mình đảo cho mọi người xem. Được rồi. Như thế. Đây mọi người nhá, bây giờ mọi người thấy không? Mình riêng mình lấy cái tay mình hất này, mình đã cảm thấy cái con ốc nó róc này. Mọi người thấy không này? Nó không bao giờ có một chữ nhớt nhát vào trong này luôn này, thấy không? Đấy, và để cẩn thận mà sạch sẽ hơn, một lần nữa mình sẽ tiếp tục đảo muối một lần nữa. Thấy không? Làm bao nhiêu cái công đoạn luôn để cho nó sạch. Còn ốc nó không cảm giác rửa, nó không còn ra được cái gì nữa thôi. Mọi người thông cảm nhé, mình ở nông thôn cũng không có dùng găng tay không kiếng, mọi người thông cảm đấy. Thôi thì tay mình bón mình thôi thì làm sao thì làm như thế luôn. Đấy mọi người thấy không? Bóp lại nó còn vẫn còn hớm ra, hơi ra mùi rồi này. Muốn ra màu này, nhưng mà đảm bảo là nó đây. Đấy, nước bắt đầu trong rồi, thấy mọi người thấy không? Rửa thêm khoảng 4-5 lần như thế này nữa thì chả quá ngon rồi còn gì nữa. Đấy mọi người thấy không đây này? Nó có bao giờ thấy nó dính rồi, nó rất róc này. Thấy không? Đấy. Mà ốc béo ngậy ngon, nhìn ngon. Thấy không? Rửa đi rửa về là thấy nước nó trong veo rồi đấy. Thấy không? Làm gì còn đấy, mình phải có cái cách để làm sạch nó. Đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người cái cách để làm sạch cái ốc bươu này. Nó là một cái sinh vật ngoại lai thôi, người ta không có nuôi. Cái này ở đây mình cũng thế, nó ở đâu về nó theo nước, theo nước về là nó bò, nó đẻ đây thôi, chứ nhà mình không có phải là thả để nuôi mấy cái này để ăn đâu. Chả qua mình thấy là nhiều người Anh em ăn thì mình cũng phải làm thử xem, ăn xem nó mùi vị nó ra làm sao. Đây này, thấy không? Thấy nước trong veo trong bát không? Đây, được rồi, bây giờ cảm thấy đã sạch rồi mình sẽ mang đi chế biến cho mọi người nhá. Sả với tỏi nhá mọi người nhá. Sả với tỏi để mình sẽ để ra. Đây. Và với chỗ kia mình chỉ cho khoảng 3 quả ớt thôi nhé mọi người nhé. 3 quả ớt này là cay lắm rồi đấy. Không ăn cay quá, ăn cay cũng vừa thôi, vì mùa này mùa nóng mình ăn nó vừa ngon thôi chứ đừng làm lố làm quá để làm cái gì. Tí lại dẫy tè tè đi tắm thì tiếc là mệt người ra. Ăn theo cấp độ của từng người nhé anh em nhé. Anh em muốn làm kiểu gì thì làm, anh em ăn cảm thấy vừa miệng thì thôi nhá. Mình chỉ cho 3 quả thôi. 3 quả này mà xào lên thì cũng không phải là ấy rồi, độ cay cũng được của nó rồi. Phi một chút tỏi với ấy nhá, trứng nhá. Đấy, do dầu nó nóng rồi nó vàng nhanh lắm mọi người đây. Rồi bây giờ mình sẽ nêm tất cả phần thức ăn, phần gia vị xuống mọi người đây. Sả, ớt, tỏi cho tất vào rồi. Vào một chút này. Đấy. Và bây giờ sẽ đảo đều, thơm quá. Nhưng xào như thế này đã không muốn chịu nổi rồi, mùi thơm quá. Đấy, còn này một lúc nữa. Rồi, và đây là thành quả của mình nhá. Bây giờ mình sẽ đang nóng này nữa mình sẽ thưởng thức. Đấy, mình sẽ khui bia ra để ăn kèm với nó cho nó cảm giác cay nóng với ấy này cho nó đã nhá mọi người nhá. Nào bây giờ mình sẽ phải thưởng thức ngay tại vì nó mùi thơm nó dậy lên mũi mình lắm rồi. Đây gần đây tí. Đây nha mọi người nhá, những con ốc mà mình xào ra đây nhá. Nó to đẹp này, bây giờ mình sẽ làm một con thật đã như này đi rồi. Ghèm mấy miếng ớt nữa vào. Đây, đây mọi người này. Đây mọi người nè, đây mọi người nhá. Phải nói là mình làm được sạch. Khi ăn nha nó cái vị cay thơm của sả ớt này. Vị cay của ớt, vị thơm của sả và cái vị giòn sật lật bật ở của cái con đầu ốc này. Mọi người có thể thấy này, mình sẽ ăn này. Tuyệt vời. Và mình nói luôn này, riêng ăn cái món này nhá, chắc gì thịt ăn hàng ngày đã ngon bằng nữa. Mình đấm về miếng thứ ba mình phải khẳng định luôn một câu luôn. Nếu mà là mọi người làm được sạch đúng theo cách của mình, làm sạch như thế này luôn, không sạn, không có một mùi nhớt mùi tanh nào. Các bạn nhìn có thể mình nhìn mình đảo là biết con ốc này nó có vẻ nó dính nhau này, nó chóc như thế này này, thấy không, nó có nhớt nhớt gì đâu đây này. Đấy, dầu ăn thì chúng ta cho vừa thôi và ớt nhớt ăn theo, có người ăn cay được thì cho thêm hơn mà còn ngon nữa. Giờ mình sẽ ăn một miếng xong sẽ mời Caramel về thưởng thức của mình luôn này mọi người này. Giòn đấy, ăn nó cảm giác là cay vừa ăn với mình nó giòn ngon. Bây giờ mình sẽ làm một hớp bia vào cho sướng. Mình không phải là con mọt nghiền rượu bia đâu mọi người ấy, chẳng qua ăn nóng như này ấy. Mà ăn cay nóng thì mình sẽ làm một ngụm để cho nó tăng cái hương vị lên, ăn cho nó cảm giác nó ngon đấy mọi người. Ui rồi, làm một hơi rồi hết nửa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm một quả rừng nữa, quả rừng mình đi lấy về. Đấy nhá, để cùng mọi người luôn nhá. Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức mình nhá. Đây cái quả chôm chôm rừng này này. nó không được dày thịt như kiểu cái chôm chôm mà ở trong phía Nam cái đâu, nó cũng có thịt. Quả rừng nó chỉ được thế này thôi nè, nhưng mà được cái là cái hạt này là ăn được luôn. Bạn nào ăn cái thịt thì ăn, không thì cắn cả hạt luôn được. Ngồi đến đây xin mời mọi người cùng thử của mình nhá. Và anh em nếu có thời gian anh em hãy thử ra em làm như tôi, em tôi nói thật. Anh em chê một câu nào comment về tôi, về tận nhà tìm tôi luôn, ăn như thế này mà bảo không ngon đấy. Nhưng phải làm đúng công thức như tôi nhá, và rửa thật nhiều lần cho nó sạch nhá. Làm bao giờ con ốc nó phải như thế này này. Cái này bây giờ mà cho đổi cho tôi một đĩa thì tôi không đổi. Tôi khẳng định luôn một câu, tôi làm sạch ăn vào mồm ngon này, tôi không bao giờ đổi luôn. Đấy, từ ngày mình làm ẩm thực ấy, mình lâu lâu mình nhớ mình đến mình trải nghiệm hoang dã. Ở đây là cái khu, cái lán áo của mình ấy, mình đã đầu tư ở đây rất nhiều tiền, nhưng mà đam mê làm YouTube mình đã bỏ bê ở đây 3 năm rồi. Từ ngày làm YouTube thì mình đã bỏ bê khu này, bây giờ nó hoang dã lắm rồi, nó không còn đường như lúc trước nữa. Mọi người hãy dành cho mình một sự cảm thông và một sự sẻ chia. Mọi người hãy ủng hộ cho mình để mình tiếp tục ra những clip độc đáo hơn, hấp dẫn hơn, để đáp ứng nhu cầu giải trí và chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể các bạn vào những clip tiếp theo. Xin chào.